À, xin chào các bác. Hôm nay em lại xin giới thiệu với các bác một chiếc âm ly. Chiếc âm ly nào? Âm ly này California Pro 128B, rất chi là mới. Em mới nhập được. Quay video khoe các bác ngay. Để bác nào có nhu cầu thì alo ngay lập tức để rước em ấy về dinh. Tết nhất đến nơi rồi, kiếm một em về nghe nhà hát karaoke quá đẹp. Em này thì quá chi là ok luôn, đẹp. Xịn, vang điền, núm méo. Đây, chạy 4 xo di ca. Nguồn này các bác. Nó lại chạy hai cái tụ bé. Hai tụ bé. Các bác nhìn là biết hàng như nào, hàng chất thế nào luôn. Đấy, nó xem tổng thể nhé. Đây em quay sau cho các bác xem này. Em này là 500W UEA Made in Korea, Hàn Quốc, 128B 25 mã. Nội thất chân chị là đẹp. Này em mới vệ sinh qua đấy, chưa kỹ lắm. Bác nào về cẩn thận làm lại thì quá đẹp. Em cho xem bác qua xem cái nắp của em. Cali 999 à? Tem có đi tháo ra rồi. Ok. Rồi. Cho các bác xem lại một lần nữa nhé. Đấy, nếu bác nào kết thì cứ alo trực tiếp cho em. Còn số điện thoại của em là 0982988007. Em bán em này giá chất chi là phải chăng, để cho các bác chơi trải nghiệm cũng như em thôi. Em cũng thích chơi. Nếu mà mua được hàng vừa tiền thì rất chi là thích chất lượng. Vậy bác nào mua thì cứ gọi cho em báo giá ok thì nhắc thôi nhé. Các bác xem nhớ đăng ký kênh của em nhé, ủng hộ em. Nếu có gì em mua được gì hay hoặc là lạ độc thì em quay lên, các bác thích thì cứ alo để sở hữu em ấy nhé. Thôi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác và gia đình luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha. Bye bye, chào các bạn. Đây, chúng nắng gặp lại em luôn. Quá tuyệt vời. Bye bye, chào các bạn.